Xin chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình đánh giá xe của Tipcar. Trước mặt chúng ta là mẫu xe rất quen thuộc trên thị trường Việt Nam, mẫu xe điện VinFast VF8. Và đây là anh Trọng Hiếu, một trong những người sở hữu VinFast VF8 đầu tiên tại Việt Nam. Và chiếc xe này sau một thời gian sử dụng, nó bộc lộ những cái ưu và những điểm gì? Chúng ta cùng lắng nghe khách mời ngay bây giờ. Trước tiên, cảm ơn anh Hiếu đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Chào anh Việt Anh ạ. Kính chào quý vị khán giả của Tipcar. Thì mình rất hân hạnh đã được nhận được lời mời của anh Việt Anh để tham gia một cái chương trình về đánh giá về cái hiệu quả sản phẩm của xe VF8 sau một thời gian sử dụng. Câu hỏi đầu tiên, xin anh có thể chia sẻ là sau hơn một năm sử dụng thì xe đã chạy được bao nhiêu nghìn km rồi ạ? Và anh sử dụng xe trong điều kiện như nào anh? Sau một năm sử dụng thì em đã đi được khoảng gần 18.000 cây số. Thì điều kiện chính mà em hay sử dụng đó chính là ở trên những cái đoạn đường bằng phẳng của thành phố thôi. Nhưng mà thỉnh thoảng thì em cũng vẫn hay đi về quê hoặc là đi trải nghiệm một số những cái gọi là thú vui của mình. Vừa rồi thì em có tham gia một cái chương trình xuyên Việt thì bao gồm có cả VF34, VF5, VF8 và VF9. Hiện tại thì phần mềm trên xe của anh là phiên bản số bao nhiêu và có cái gì khác so với thời kỳ đầu không anh? Sau hơn một năm sử dụng thì em nói thật là số lượng cập nhật phần mềm thì nhiều quá em cũng không nhớ rõ. Nhưng mà cái phần mềm em đang sử dụng là phần mềm mới nhất, phần mềm 8.7.9.5. Thì với phần mềm này thì có một tính năng khá đặc biệt đã được cập nhật lên trên xe, đấy chính là tính năng điều khiển từ xa mà từ trước đến giờ đã có sẵn ở trên xe rồi nhưng chưa được kích hoạt. Thì lần này nó đã được kích hoạt rồi. Thứ nhất là em có thể hạ kính xuống này. Đấy, cái này để rất thoát đặc khí, biệt. Đúng ạ, chính xác ạ. Thứ hai nữa là có thể báo hiệu đèn cho những cái trường hợp là mình đang không biết xe mình ở đâu và không bị ảnh hưởng thì đèn nó sẽ chớp nháy ở phía trước rồi. Đúng không ạ? Thứ ba là còi. Còi thì sẽ kêu 3 lần trong bãi đỗ xe để mình tìm chẳng hạn. Nó sẽ khác biệt một tí so với cái việc là sử dụng bằng chìa khóa để tìm. Thì chìa khóa thì nó sẽ kêu đến khi nào gần xe cơ. Và đến khi nào mà mình gọi là bấm tắt thì nó mới dừng. Đấy, tiếp theo đấy chính là cái việc khóa cửa. Đấy, có nghĩa là gần như là mình khóa xe. Đúng không ạ? Thì xe đang tự động khóa và gắt máy. Tiếp tục, một tính năng mà em thích nhất đấy chính là tính năng mở điều hòa. Mở điều hòa ở trên xe. Đặc biệt là trong mùa đông thì cái này nó cực kỳ hữu ích. Đây, chúng ta có thể mở hệ thống điều hòa. Và trong phần hệ thống điều hòa và chúng ta bật điều hòa lên. Và tiếp đến nữa là vào mùa đông thì sẽ có những trường hợp mà ví dụ như là có thể bị là hấp hơi ở trong xe và kính lái đang bị mờ thì chúng ta có thể bật chế độ sấy kính. Anh em mà sở hữu VF8 thì rất thích những cái tính năng như thế này vì nó khá là thú vị. Qua mỗi cái lần mà VinFast cập nhật phần mềm thì là một cái lần cải thiện rõ rệt. Xe có thêm những tính năng mới, mình có mất chi phí không? Hoàn toàn miễn phí. Theo như em biết đến thời điểm bây giờ là hoàn toàn miễn phí. Theo ghi nhận của một số chủ xe VF8 thì thời kỳ đầu phần mềm có thể chưa ổn định và gây ra một số những cái lỗi không đáng có. Tuy nhiên thì sau một số lần cập nhật thì nó ngày càng hoàn thiện hơn. Thì không biết là trong quá trình sử dụng sau một số lần cập nhật anh đánh giá thế nào về phần mềm hiện tại? Theo em thấy trên các cái diễn đàn vì em cũng theo dõi khá là nhiều, bởi mình cũng là một trong những cái người đầu tiên sử dụng xe mà, thì đa số những cái lỗi mà người dùng gặp phải thì em đánh giá nó không phải do phần mềm mà nó là do thói quen của người dùng. Bởi vì người ta đang chuyển từ một chiếc xe xăng sang một chiếc xe điện thì lúc đấy mình sẽ phải học lại cái thói quen người dùng mới. Lên xe em sẽ xin phép được chia sẻ cái đấy ở trên xe, nó dễ hơn. Thì có rất nhiều những cái bác tài mà hay than vãn về cái vấn đề là xe hay phát hiện lỗi ảo hay là bị lỗi nhiều quá không khởi động được hoặc là lỗi hộp số. Thì đa số là do một cái thói quen lên xe một phát là ấn khởi động ngay. Mà nó giống như một cái thói quen rất là khó bỏ. Nghĩa là cứ vào thì cứ chân phanh là mình đạp trước thôi. Thì lúc nào nó cũng thế. Thì khi mà xe nó chưa tải hết tất cả những cái ứng dụng cũng như là những cái hệ thống của xe, những cái trường hợp như vậy thì nó cực kỳ dễ xảy ra cái trường hợp là bị treo hệ thống hoặc là phát hiện những cái lỗi ảo. Em cũng phải mất đâu đấy khoảng một tuần để em đọc hết cả cái bộ hướng dẫn sử dụng của nó. Cho nên là khi lên xe thì thực ra là đôi lúc cũng rất là vội nhưng vẫn phải đợi đâu đấy tầm khoảng 1 phút rưỡi đến 2 phút để xe khởi động xong hết tất cả mọi cái thì lúc đấy mới bắt đầu vào số để khởi động xe lên để đi. Cái lỗi mà đầu tiên mà mọi người hay thường gặp nhất đấy chính là cái lỗi mà bị che cái phần cam theo dõi tài xế. Thì cái này là do thói quen của người dùng. Khi mà một số bác tài hay lái xe như thế này thì vô hình chung cái tay của mình nó sẽ che cái camera để theo dõi cái người tài xế đi. Thì lúc đấy nó sẽ báo hiệu trên màn hình. Như các bạn có thể nhìn thấy ở trên màn hình nó thể hiện ngay lên một cái là camera giám sát lái xe bị che khuất, được chưa ạ? Bây giờ tôi sẽ thả cái tay tôi ra khi mà khỏi cái vị trí mà che khuất của màn hình. Lập tức màn hình đã biến mất. Thế thì đâu phải là lỗi.
cái này nó không phải gọi là lỗi mà nó gọi là một tính năng của xe thì đúng hơn. Nhưng mà đối với người dùng thì cứ thể hiện lên trên màn hình thì người dùng sẽ mặc định coi đấy là lỗi. Đấy. Ngoài những vấn đề về phần mềm mà anh vừa mới chia sẻ thì trong quá trình vận hành nó còn có những cái vấn đề gì anh cảm thấy hài lòng và chưa hài lòng? Để nói về câu chuyện hài lòng hay chưa hài lòng thì chắc là chúng ta sẽ phải trải nghiệm xem một tí. Ok. Vậy thì chúng ta cùng nhau lên đường để trải nghiệm xem chiếc xe này có gì hay. Khi mà sử dụng chiếc xe này di chuyển hàng ngày này, rồi về quê rất xa này và đi những hành trình rất dài, thế anh thấy là một chiếc xe điện như VF8 nó có gì hơn và kém so với một chiếc xe xăng? Qua mỗi lần cập nhật phần mềm thì tất cả những cái hiệu năng ở trên xe nó cũng đều được cải thiện rất là nhiều. Nói về cái hiệu năng sử dụng thì cái hơn nhất đấy chính là cái hệ thống ADAS, lái xe tự động hoàn toàn 100%. Và mỗi lần lên cao tốc hoặc là đi về quốc lộ chẳng hạn và thì em hoàn toàn sử dụng cái hệ thống ADAS đấy. Về hệ thống động lực thì rất là mạnh anh ạ. Kể cả về cái việc di chuyển ở trên đường phố hay là lên những con dốc cao hay là đi đường đèo đồi núi thì em thấy không vấn đề gì cả. Ngoài ra như anh đã thấy là điều kiện đường xá Việt Nam không phải chỗ nào cũng tốt. Vậy thì anh đánh giá thế nào về hệ thống khung gầm của chiếc xe này trong điều kiện sử dụng ở nhiều vùng miền khác nhau của Việt Nam? Thực ra là em cũng đã đi xuyên Việt rồi và cũng đã lên những cái đoạn đường dốc và gồ ghề, cũng như là kể cả di chuyển ở trong những khu đô thị như thế này. Nó vẫn có những cái gờ giảm sốc ấy. Thì em thấy rằng là cái này nó không quá như các bác tài đang đề cập tới. Bởi vì có thể là cá nhân em đang sử dụng cái thói quen sử dụng xe của mình chạy không quá nhanh. Và mình luôn giảm tốc khi đi qua những cái điểm gồ ghề như thế. Thành ra là cái trải nghiệm của mình nó cũng sẽ hơi khác so với những người còn lại. Thì em thấy rằng là nó cũng gọi là ổn. Sau khi sử dụng hơn 1 năm với khoảng gần 2 vạn km thì anh ghi nhận là tầm hoạt động của pin với phần mềm mới bây giờ ra sao? Có cái gì khác so với thời kỳ đầu hay không? Tại thời điểm đầu nhận xe thì có lẽ là do cái thói quen người dùng mình chưa có hiểu hết được những cái tính năng về xe và cái hiệu quả hoạt động làm sao để tối ưu nhất. Thì em chạy đâu đấy 400 cho đến 450 cây. Sau một quá trình sử dụng cũng như là sau những cái đợt cập nhật phần mềm thì cái tính năng đấy nó đã được cải thiện lên rất nhiều. Đã có những thời điểm em chạy 8 km chỉ mất 1% thôi. Nhưng mà có lẽ là em nghĩ là nó chỉ trong vòng khoảng 20% cái lượng pin đầu tiên. Và một cái tip nho nhỏ có thể chia sẻ cho anh em đấy là để mà lượng pin nó được nhiều như thế và chạy hiệu quả như thế thì em hay sử dụng cái trụ sạc 11 kW. Thì khi mà sạc đầy lên nó sẽ được sạc nhồi vào và lúc đấy cái hiệu quả pin nó sẽ tốt hơn, mình sử dụng nó cao hơn. Với một phần nữa là ngoài cái việc là mình sạc nhồi như thế thì mình không nên chạy quá 80 km/h kể cả trên cao tốc, thì cái pin của mình nó sẽ được tối ưu rất nhiều. Hãng xe gần như là đưa ra một cái điều kiện mà khiến cho người dùng không được sử dụng quá một thời gian 5-6 tiếng. Có nghĩa là chạy đến 5-6 tiếng là ông bắt buộc phải nghỉ. Và chính cái thời gian nghỉ ngơi đấy là thời gian sạc để ông có thể chạy tiếp tục 5-6 tiếng khác. Thì cái này em thấy rất là hay. Thực ra là xe xăng hay xe diesel bình thường cũng vậy mà. Chúng ta chạy khoảng 2-3 tiếng nên nghỉ một lần. Nhưng mà những chia sẻ vừa rồi của Hiếu là trong một số trường hợp đặc biệt. Còn trong điều kiện sử dụng hàng ngày thì cái tầm hoạt động của nó khoảng bao nhiêu? Nó sẽ rơi vào đâu đấy khoảng tầm 4,5 cho đến 5,5 km trên 1% pin. Mới tháng trước đây thôi. Lúc đấy là em đi từ trung tâm Hà Nội đến thành phố Lào Cai. Thì cái lượng pin đổ từ 92% về còn khoảng 18%. Lúc đấy là cũng định máu lắm, là định phi thẳng lên Sapa luôn. Nhưng mà mình nghĩ đi nghĩ lại, mình bảo bây giờ đi đường đèo như thế thì cái lượng pin hao hụt mình chưa trải nghiệm như thế bao giờ. Thì để chắc củ nhất thì em sạc ở Lào Cai. Sau khi sạc ở thành phố Lào Cai xong thì em tiến lên Sapa. Thì theo như em thấy là cái lượng pin nó hao hụt gần như, nếu như mà để đi trọn vẹn ấy thì nó chắc phải được tầm 400 cây số. Đấy là đi kể cả lên đèo. Còn nếu như mà đi từ Sapa về đến Hà Nội thì em không phải sạc lần nào. Mà về đến đây vẫn còn thừa pin. Bởi vì là nguyên cả cái quãng đường đổ đèo có phanh tái sinh, hệ thống phanh tái sinh nó gần như nó sạc lại còn thừa cả pin của em nữa. Cái việc sạc của phanh tái sinh ấy nó nhanh hơn cái việc sạc ở trụ rất là nhiều. Thì mình không hiểu rõ lắm cái nguyên lý hoạt động của nó. Tuy nhiên là cứ càng đổ đèo thì pin nó lại càng đầy lên và nó không thể hụt đi. Đấy, thì cái điều này nó cũng khá là thú vị. Với tất cả những gì mà đã được tối ưu thì anh đánh giá là chi phí sử dụng của chiếc xe này bây giờ ra sao so với một vài mẫu xe xăng
có tính năng tương đương hoặc là trang bị tương đương? Theo như em thấy thì nó tối ưu hơn hẳn anh ạ. Có thể là đến một nửa đến một phần, nó chỉ mất đâu đấy khoảng một nửa so với chi phí của xe sang sử dụng. Hoặc là với những người sử dụng nhiều thì thậm chí là nó còn rẻ rất nhiều lần. Làm một bài toán đơn giản thôi, thì ví dụ như một con Lux SA hoặc một con GLC 200 gì đấy, ở thời điểm hiện tại đi, nó cũng phải mất tầm 29-300 nghìn tiền xăng cho 100 km. Đấy không ạ? Thì đối với VF8 thì nó mất đâu đấy khoảng tầm 50 nghìn. 50 nghìn là tiền sạc điện. Đấy là em đang tính cho những cái người sử dụng với mục đích hộ gia đình nhé. Sử dụng khá là ít. Thì với những cái người mà sử dụng cho mục đích gọi là dịch vụ vận tải thì con số nó còn thấp hơn rất nhiều lần. Cái việc thuê pin, ví dụ như những cái xe như ở thời điểm đầu của em chẳng hạn, Ngói Tiền Phong, thì 2.200.000 một tháng, em làm tròn đi là 2.200.000 một tháng, thì anh đi không giới hạn số km. Và nếu như với những người vận tải thì một ngày người ta có thể chạy trung bình 200-300 km là chuyện bình thường. Vậy thì chi phí nó còn giảm đi rất là nhiều. So về cái chi phí sử dụng cá nhân thì nó khoảng một nửa. Nhưng nếu như sử dụng mục đích vận tải thì đâu đấy nó chỉ khoảng 1/5 thôi. So với những cái chi phí mà xe sang đang sử dụng. Thêm một cái nữa đấy là chi phí bảo trì bảo dưỡng. Thì anh có tin là một năm vừa rồi khi em đi bảo hành lần đầu sau 12.000 km là 600.000. Cụ thể là mình làm những gì mà lại 600.000? Sao nhiều vậy? Cụ thể là em thay đúng cái lọc gió hết. Tôi hỏi đùa vậy thôi. Hiếm có chiếc xe sang nào mà bảo dưỡng gói 12.000 km lại hết có 600.000 nhỉ? Gần như không có đâu. Vâng anh ạ. Kể cả cái làm nước làm mát hay là nước rửa kính thì các bạn cũng sẽ bổ sung cho mình không mất tiền. Với cái chế độ bảo hành bảo dưỡng như thế này thì em nói thật là không còn gì để bàn cãi. Đúng là những người sử dụng xe xăng sẽ phải cảm thấy mơ ước về cái mức chi phí như vậy. Như vậy là sau tất cả những chia sẻ của anh từ đầu đến cuối chương trình, có thể thấy rằng là VF8 bây giờ rất ổn định. Vậy anh có lời khuyên gì cho những người mà đang quan tâm hoặc là có ý định mua dòng xe này? Trong cái phân khúc xe cũng như là về giá thì VF8 đang là vô địch rồi. Với trải nghiệm của cá nhân tôi thì tôi khuyên các bạn là nếu như đã có ý định thì đừng lăn tăn nữa. Và cũng nên tham khảo thêm một số những cái chính sách ở trong cộng đồng hoặc là những cái liên quan đến trang chủ của VinFast chẳng hạn. Bởi vì VinFast bây giờ đang có những cái trang cộng đồng rất là hay. Thì ở trên đấy anh em cũng chia sẻ rất là nhiều những cái tip cũng như là quá trình sử dụng như thế nào, có vấn đề gì gặp phải để xử lý, giải tỏa, gần như là có thể nói là giải tỏa toàn bộ những cái thắc mắc mà các bạn đang gặp phải cũng như là đang lăn tăn trong quá trình quyết định có nên mua xe hay không. Sau một thời gian sử dụng thì bây giờ có thể nói là anh đã hiểu rất rõ ưu và nhược điểm của xe, hiểu tường tận về nó rồi. Và nếu như bây giờ cho anh cơ hội đổi xe, anh sẽ chọn xe gì? Chắc chắn rằng thì để cho em đổi một con xe khác thì trừ khi con xe đấy phải là xe điện, hoặc là nó phải tối ưu hơn hoàn toàn con VF8 này. Bởi vì hiện tại với nhu cầu sử dụng của em thì VF8 là vô địch ở trong phân khúc rồi. Rồi một lần nữa cảm ơn anh Hiếu đã nhận lời tham gia chương trình cùng với Tipca. Những chia sẻ thực sự là rất chi tiết, rất hữu ích. Cảm ơn anh và anh rất nhiều vì là mời tham dự chương trình. Và cũng qua đây thì cũng hy vọng rằng là những cái chia sẻ vừa rồi của em cũng sẽ giúp cho rất là nhiều những khán thính giả khác có thể đưa ra những quyết định phù hợp hơn cho cái nhu cầu mua xe của mình. Trong khuôn khổ của một video ngắn, tất cả những chia sẻ vừa rồi có thể chưa thật sự đầy đủ và chi tiết. Chúng tôi rất mong muốn rằng những quý vị đang sử dụng dòng xe này có những cái trải nghiệm khác. Chúng ta hãy cùng chia sẻ thêm để mọi người cùng tham khảo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.